mọi người nha. Nay em lên cho mọi người con máy cưa xích nha mọi người. Cơ Mitsui Genoa G3500T nha mọi người. Đó, giờ đi bên phối là cái mã nó là 3630 ha. Đó, công suất nè. 35cc nha. Làm 30 sen ha. Đó. Công tắc nằm đây nha mọi người. Thắng nè. Đó. Máy còn mới lắm nha. Đó, thắng nè, vú xăng còn nè. Nhẹ gió nè mọi người. Đó. Xăng con nè. Móc qua thủy hết nha. Đó. Này le nè. Đây gạt lên gạt xuống nè. Đẹp mới ha. Ngày mới lắm nha mọi người. Ngày máy Nhật Bản nha, nên độ bền với sức mạnh đó là vô đó nha mọi người. Gắn như vậy nè. Đó. Cái này là ốc chỉnh ganh ti nè. Này là ốc gió, ốc xăng nè. Cái này là xăng pha nhớt đây nha mọi người. Con này nhớt lam nè. Dây giật nè, rêu bi. Đó, không gãy vỡ nha, bao gãy vỡ nha mọi người. Hơi nè. Đó, hơi nè. Bây giờ còn trắng tươi nha mọi người. Đó. Hơi dữ dằn nha. Ốc nè. Xích nè. Đó. Nhất lam còn luôn nha mọi người. À, xích 91 nè. Làm bánh xe nha, dài 30 cm ha, 12 inch nha. Đây. Xích còn dày lắm nha, xích riêng nó còn dày lắm nha. Quá đẹp nha mọi người. Bộ nè. Bộ nằm đây nè. Trợ lực nhẹ ha. Đó. Máy đây. Này bít tông còn văng ngang nha mọi người. Sáng sớm mọi người bơm xăng đây. Bật e nè, bật e nè. Rồi, giật chạy mọi người nhà bóp cái tự nhả về luôn nha. Đó. Rồi, nhớ mở thắng nha mọi người. Đó. Ốc tăng lam xích lại đây nè. Rồi. Số điện thoại em 0936769791 có Zalo ha. Nay Tết thì em bán cho mọi người 2.6 nha mọi người. Bao ship toàn quốc ha, bao hành IC bình sơn con nha mọi người 1 tháng nha. Máy không có hư gì đâu mọi người. Đó. Máy này của Komatsu nè. Này đời VIP nhất của nó nha. Đó, lốc nè. Đó nè. Bao gãy vỡ nha, riêng hết ha. Rồi em giật nổ nha mọi người. Bật tắt nha mọi người. Đó, giật nè. Rất là nhẹ nha mọi người. Tua bốc nha, nhưng mà cầm rất là êm tay nha mọi người, nó chống rung tuyệt đối luôn nha. Đó, cầm một tay mọi người leo trèo ha, móc lên nè. Về móc vô hông là mọi người cắt nha mọi người. Đó. Con này mọi người về xài cực kỳ bền luôn nha. Cái này như mới luôn á nha mọi người. Máy này VIP nha. Rồi. Ai giá con này là 2.6 ha. Ai chưa chọn được con máy ý thì nhấn đăng ký kênh theo dõi nha. Để em ra những con máy mọi người ok ủng hộ em nha. Đó, máy này riêng nguyên bản Nhật Bản về nha mọi người. Chưa đụng chạm gì hết nha. Đó. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem hết video.